Gì đấy? Không cấm nước gì à? Mệt lắm. Đi ăn gì thì gọi. Kể từ ngày hôm nay, cô sẽ ở nhà lo cho thằng Bo cơm nước rồi đi học là được rồi. Còn lén phén ở ngoài ấy, đừng trách thằng này ác. Ở nhà mà có tiền ấy, tôi đi làm gì? Tiền của cô đây. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của thằng Bo. Tôi nói gì đấy? Cô chỉ việc ở nhà chăm sóc tốt cho thằng Bo là được. Mà nhớ rằng ấy, thằng Bo là giới hạn cuối cùng của tôi. Con mới chuyển khoản cho mẹ rồi đấy. Đợi mấy bữa nữa xin ứng được thêm lương thì con chuyển lại sau. Vâng. Thế tình hình của anh con như nào rồi mẹ? Mẹ nhớ mua gì ngon ngon để tầm bổ cho anh con. Chuyển hóa chất vào là mệt lắm đấy. Thôi, mẹ đừng có nói như thế. Tuy là mẹ không sinh con ra, nhưng mà mẹ cũng nuôi con như con ruột của mẹ rồi còn gì. Để con lo hết cho. Mấy bữa nữa con về rồi, mẹ nghỉ ngơi đi nhá. Vâng ạ, con chào mẹ. Cô mang nó về nhà đi. Tìm người trông hộ ấy, không thì thuê. Suốt ngày mang nó đến quán xong để nó vạ vật cả đêm ý. Khổ thân ra. Đừng xem là chuyện nhà người khác. Việc ai người đấy làm, phúc ai người đấy hưởng đi em ơi. Chẳng qua là tôi thương trẻ con thôi. Chứ còn cái kiểu người như cô ấy. Này Linh, vào đi, khách dục rồi. Em vào luôn đây. Chuẩn bị đi. Bo à, chơi với bác nhá, cho mẹ làm việc con nhá. Vâng. Con chơi với bác ngoan nhá, để mẹ vào làm. Rồi. Cả quá, màn quá. Em mà có xe quá không về được, anh đưa đi học giúp em nhá. Quần áo, sách vở em để hết trong ba lô ấy. Rồi, yên tâm, tập trung hoàn thành nhiệm vụ đi. Nào, bây giờ bác cho chơi điện thoại, có trò mới hay lắm. Đi, đi, dặn con. Rồi, nào. Mấy anh lần đầu đến quán của bọn em đúng không? Thôi mình uống đi. Có gì nhớ ủng hộ bọn em đấy. Anh ngồi luôn này. Bạn ơi, ngồi đây bạn ơi. Ngồi bạn ơi. Em ơi, cho anh gọi đồ. Để tôi. Đây, mấy anh uống gì ạ? Ôi, con bé này bạn anh Chí này. Này, ở là tiếp rượu của anh ấy chứ? Em đang hơi bận tí ạ. Đi đâu? Thằng bố mày đâu rồi? Ra vào trong bệnh viện gì? Ăn một đấm của anh ở trong bệnh viện rồi. Gọi nó ra đây. Bỏ tay ra. Tao không bỏ. Con này. Anh ơi, có vấn đề gì anh ơi? Từ từ, có gì nói chuyện nhé. Không phải được của mày, đi ra. Thôi anh ơi. Thôi bình tĩnh cái, có vấn đề. Không phải được của mày, đi ra. Em ơi, thôi, đàn bà ăn gái chấp gì em ơi. Bỏ tao ra. Thôi. Chú đi. Cắn chết nó mày. Chú mày. Thôi. Đang làm à? Nay lạnh, đêm gọi xe mà về. Khóc à? Sao?
Thằng nào bắt nạt đúng không? Thế giới này đều bắt nạt tôi. Cả cuộc đời ai cũng bắt nạt tôi hết. Thế mà vướng cái gì mà... Em bảo sao? Phải nạp thêm tiền vào nữa thì mới rút được tiền về tài khoản à? Ông ơi, Diệp đâu nhỉ? Vừa đánh nhau, làm loạn hết cả lên. Đang đi gặp quản lý nói chuyện rồi. Em mời anh ạ. Mời em. Giờ mà tôi tha cho cô ấy, chúng nó lại làm ầm ĩ lên. Lần này lần thứ hai rồi. Nhân viên quán gì mà náo loạn quán tận hai lần, ai mà chịu được? Anh. Cái gì? Người ta nói quá tam ba bận. Em mới có hai lần. Cái gì? Lại còn đòi có lần thứ ba nữa. Đến lần thứ ba thì cả tôi cả cô đều phải ra đường, biết chưa? Thôi Diệp, anh xin nhá, tha cho anh. Thế em cũng xin anh, nốt một lần này nữa thôi, anh thề đấy. Bao nhiêu năm em làm việc ở đây, em đã bao giờ phạm lỗi đâu. Bây giờ anh bảo anh đuổi em đi như thế, còn gì là tình nghĩa anh em nữa. Tình nghĩa anh em thì phải thế nào chứ? Bao năm nay anh có nhận được gì từ em đâu.